chào các bạn. Mình là Trang Teresa, người sáng lập ra phương pháp học tiếng Anh mang tên English Tree Method, phương pháp học cây tiếng Anh. Ngày hôm nay video này lại không để miêu tả một đơn vị kiến thức nào trong tiếng Anh mà lại dùng để phân tích về cái ưu và nhược của bộ chữ cái tiếng Việt hiện tại và bộ chữ cái tiếng Việt cải tiến, cũng như là cách mà ta chuyển đổi từ chữ chúng ta đang dùng sang cái chữ mới như thế nào. Hiện nay thì mình thấy mọi người, có người thì đồng tình, có người thì phản đối, nhưng mọi người hầu hết đều để tâm đến vấn đề là trong lĩnh vực chính sách hay là kinh tế, tài chính hay là xã hội, cái bộ chữ mới này ảnh hưởng đến cuộc sống của con người như thế nào. Nhưng mình chưa thấy có quan điểm nào được đưa lên mang tính ngôn ngữ đơn thuần. Với là một người giáo viên dạy phát âm cũng như dạy tiếng Anh giao tiếp và ôn thi trong khoảng 9 năm nay, thì cũng như là dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, thì khi mà mình lần đầu tiên mà mình đọc bài báo và mình cầm trên tay cái bộ phụ âm của thầy, thì mình thấy ôi, tất cả những cái chữ cái hầu hết là ngày xưa khi mà học viên của mình bị mắc các lỗi sai hoặc là bị rất là vấn đề về nhầm lẫn hay nhớ hay quên, rồi là cảm thấy khó khi mà học tiếng Việt, thì khi với bộ này mình thấy nó đơn giản hơn rất nhiều. Điều đấy không có nghĩa là mình chỉ muốn tách riêng ra vấn đề về ngôn ngữ học là như vậy. Thế thì trong video này mình sẽ chuyển đổi chữ cũ và chữ mới, cũng như nêu cái ưu nhược của từng chữ một. Chúng ta bắt đầu nhé. Ở đây cột đầu tiên là các số thứ tự của các âm. Phần đầu tiên là các chữ cái hiện tại, đặc biệt các phụ âm hiện tại và một số ví dụ. Và một số chữ phụ âm được cải tiến thì thành âm gì và ví dụ của nó. Chúng ta sẽ vào âm đầu tiên là âm B. Chữ B như trong từ bài thì được giữ nguyên. Chữ thứ hai là chữ C. Chữ C hay chữ C này, ví dụ như từ con cái, thì chữ C, chữ K và chữ Q thì đều được phát thành âm C trong tiếng Việt cả. Thành ra là mình sẽ không cần phải dùng cả ba thứ khác nhau để biểu đạt cùng một âm C đó, mà được thay bằng âm K luôn. Vậy thì chữ chỗ nào mà bạn muốn nói âm C thì bạn dùng chữ K. Vậy đây sẽ là sự thống nhất và không gây nhầm lẫn cho người học, bao gồm có người nước ngoài và trẻ em khi học tiếng Việt. Vậy thì chữ K này sẽ thể hiện cho từ con cái đây. Mình sẽ không cần nói là con cái như này, mà mình sẽ có phiên bản mới là con cái. Như thế này, có chữ K. Số 3 là phụ âm đôi khi mà cờ đi với H. Thì ta có trờ nặng và trờ nhẹ, cũng là hai cái mà hay bị nhầm lẫn. Cha chú con trâu hay là trường trinh, hay là trường trinh chẳng hạn ạ. Thì đấy cũng là vấn đề mà mình hay bị nhầm. Và bây giờ đồng nhất hết là thành chữ chờ này, âm chờ này sẽ được biểu hiện bởi chữ cờ luôn. Vậy ta có cha chú thì chỉ cần một đơn vị chữ cái cờ là được biểu hiện rồi. Con trâu cũng vậy. Thứ tư là chữ dê trong bảng chữ cái của mình. Thì cái chữ này trong tiếng Anh ấy, nó là âm d, nhưng mình đọc ở dân dã, thì người nước ngoài khi đọc tiếng Việt rất dễ đọc thành đân đã, hoặc là trẻ em khi học, nếu mà chúng học song ngữ thì có thể dễ bị nhầm lẫn. Thì âm d với r hay là r này mà các bạn đang theo dõi trên màn hình đây, thì như giọng người Hà Nội là sẽ nói là âm d luôn, mà trong tiếng Anh thì có dân dã là có chữ z trong bảng chữ cái tiếng nước ngoài là có thể biểu hiện được âm này. Vậy ta thay luôn. Số 5 là chữ D. Chữ D này thì sẽ được bỏ ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt. Thay vào đó, nếu mà bạn muốn nói âm D thì bạn sẽ dùng chữ G là xong. Vậy ta có đi, du, lịch, sẽ trở thành như vậy. Thế đó, là chữ lịch là âm K. Số 6 ạ, G thì mình có hai loại G. G mà có GH này thì đi với các nguyên âm E, E, I, I ngắn. Thế nên đây cũng là cái mà sẽ khiến gây khó nhớ. Cho nên ta chỉ cần dùng một chữ G thôi, như trong trường hợp này là ghê gớm. Vậy ta không cần quan tâm là lúc nào thì có phải thêm G, thêm H hay không. Phụ âm đôi G cộng với nguyên âm I thì thành âm G. Có hai trường hợp khi ta dùng âm G là khi ta nói từ thuần Việt như là từ giá bán hay là giá đỗ. Thì R này giống như G và giống như R, ta đọc là G luôn. Vì vậy ta có cách viết mới là giá bán, và đọc thì chúng ta cũng đọc rất thoải mái. Thế còn như trường hợp mà từ đi mượn như là áo, jacket, thì nghĩa tiếng Việt của nó là, nghĩa tiếng Anh là áo khoác mùa đông á, áo jacket. Nên ta giữ nguyên cái âm J trong tiếng nước ngoài để thể hiện. Chữ H giữ nguyên. Vậy ta xem chữ K thì như chúng ta đã vừa nói là thay cho cả C và R và Q rồi, cho nên ta có con cái như vậy. Khô khan ạ.
Đấy ạ, âm khờ là K và H cộng lại. Thì nay ta có chữ X sẽ biểu hiện âm khờ này. Cho nên cái chữ X trong bảng cũ á, như là sờ sờ thì không cần nữa. Mà bây giờ cái chữ này là các bạn nhìn thấy đấy, thế đây, nó sẽ thành chữ khô khan. Chứ mình không đọc là xô san nữa. Vậy chữ X xì cũ nay trở thành âm khờ mới trong tiếng Việt. Chữ L, M và N thì được giữ nguyên, không thay đổi. Phụ âm đôi nhờ thì chưa có một ký hiệu nào để thay thế, và cho nên là mình chứ bỏ H đi thôi và thay bằng dấu phẩy. Nên ta có từ nhanh nhẹn viết cũ như này thì mới sẽ thành là N dấu phẩy, và nhanh nhẹn này âm nhờ đã xuất hiện cả đầu và cuối của từ. Âm ngờ là phụ âm đôi được ghép bởi N và G, nhưng lại có trường hợp NGH nữa cộng với Y ngắn EE cũng lại gây khó khăn cho người học. Thì như ví dụ từ ngăn nắp hay là nghênh tiếp thì ta đều là phụ âm đôi, ta biến thành phụ âm đơn thôi. Có chữ quy, vậy chữ quy cũ đã được viết thành chữ ca rồi, vậy chữ cái chữ này bây giờ là chữ ngờ, vậy phiên bản mới là ngăn nắp. Chữ p được giữ nguyên, chữ ph phờ thì trong bản phiên âm quốc tế thì có chữ f là như chữ trong từ coffee, cà phê đấy, thì chúng ta viết ngắn lại là phôi phai như vậy. Ví dụ như từ phôi phai nó rất đơn giản, chỉ cần một ký tự thôi. Chữ quy cũ này thì thành chữ ca mới rồi. Như bạn nhớ lại là chữ cờ này, chữ ca và chữ quy thì đều thể hiện âm ca cả. Nên chữ quân chẳng hạn sẽ được viết mới như vậy. Thay vì ta phải viết chữ quờ và u, quờ thì chỉ đi luôn với u thôi ạ. Nên bây giờ ta viết chữ ca này rất thoải mái. Âm r thì có hai trường hợp. Nếu mà ta nói từ thuần Việt á, thì cái róc rách này nó giống như cái âm r với âm giờ á, là chúng ta sẽ biến thành âm z hết. Cho nên ta sẽ đọc là róc rách như vậy. Và bạn thấy chữ K này là do cái k, âm k kia là thống nhất hết là âm K rồi. Và R, R, R thống nhất hết là âm R rồi. Và ta có róc rách, không cần là róc rách nữa. Nhưng những từ như radar, metro là những từ mượn của nước ngoài thì ta sẽ giữ nguyên âm R này. Ta viết là radar như vậy. Chữ SC và XC thì bây giờ sẽ thống nhất là chỉ còn một chữ SC nặng thôi. Còn chữ XC thì đã được dùng cho chữ khờ ở phía trên rồi. Thế nên là ta không phân biệt xào sạc xót xa xót ruột nữa, mà ta chỉ cần nói xào sạc xót xa xót ruột. Vì vậy về mặt phát âm mà chúng ta sẽ thoải mái hơn. Âm tờ, chữ tờ và chữ vờ được giữ nguyên. Chữ thờ này thì cũng là phụ âm đôi, thế nên là thay bằng như trong bảng chữ cái thì còn có âm w là chưa dùng đến, cho nên chữ âm w này sẽ thay cho chữ thở than đây. Chữ thở than này đây không phải là w one ạ, mà đây là thở than. Vậy thì có chữ thở than mới này, âm W và âm X, xô san, khô khan đây, là hai cái nó hơi ngược lại một chút với bản phiên âm quốc tế, cho nên mình phải nhớ thôi. Mình thử một vài ví dụ nhé. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì thứ nhất là đầu tiên với chữ cộng ạ, chữ cờ này thay bằng ca rồi, thống nhất hết. Chữ ngờ phụ âm đôi thay bằng quờ này, cộng. Hòa giữ nguyên, xã X, S không phân biệt, vậy ta có xã này. Hội giữ nguyên. Chủ thì CH nay biến thành âm cờ thôi. Chủ này sẽ đơn giản hơn. Nghĩa là một từ có một phụ âm, những ba âm liền thì ta chỉ cần âm quờ này là đủ. Nghĩa Việt Nam giữ nguyên. Độc lập tự do hạnh phúc. Âm D đã được bỏ đi thay bằng D quốc tế. Chữ cờ này thay bằng K. Rất thống nhất. Lập giữ nguyên. Tự giữ nguyên. Do thì sẽ là chữ Z đấy thay cho R, R, R. Hạnh âm nhờ này sẽ được thay bằng N và dấu phẩy. Phúc thì PH là nguyên âm phụ âm đôi thay bằng phụ âm đơn thôi. Và cờ thay bằng K. Thống nhất cho cờ của cờ. Cờ của K. Câu tiếp theo. Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Nhờ cũng thay bằng N số phẩy. Dân đấy là dân, chính xác là chữ Z đây. Có thay bằng chữ cờ thay bằng K. Một chữ nguyên. Lòng thì ngờ thay bằng cái chữ quờ như thế này, nồng nàn, lòng nồng nàn, yêu nước, cờ với hình ca. Mấy giờ online thế? Thì chữ r, giờ r này thay bằng z hết. Online là từ mượn để nguyên. Chữ thờ nay thay bằng w này, vậy là thế theo cách mới. Hơi lạ một chút phải không? Tên tôi là Lương Thị Nhật Trang chẳng hạn. Thì như tên mình là Trang, TR, trở nặng thì sẽ không còn phân biệt với trở nhẹ nữa, mà chuyển hết thành chữ cờ này. Và ngờ cuối thay bằng quy. Trang, thị thay bằng chữ W này, vậy thị mới trông hơi lạ lạ như vậy.
ước mơ của bạn là gì, không cần gì nặng nữa, gì nhẹ thôi, của cờ theo bằng K. Thành phố thì thành cái chữ W như thế này. Vậy thì không quá khó để dịch ạ, bạn có thể phiên một lúc nó sẽ ra. Vậy bạn có thể download bản này ở dạng PDF về để cùng học với mình nhé. Màu đỏ là bỏ đi, chữ giữ nguyên được ghi màu xanh và chữ thay đổi được ghi màu vàng. Ok, chúc các bạn học thật vui. Vậy đó, nhìn chung thì bộ chữ tiếng Việt mới sẽ giải quyết được một số vấn đề dễ hay nghe nhầm lẫn và một số trường hợp ngoại lệ. Vậy thì mình chỉ cần nhớ một âm thôi và mình không cần phải nhớ hết những cái trường hợp ngoại lệ, những cái trường hợp hay nhầm lẫn nữa, như là nghênh tiếp nghênh đón hay là xào xạc xót xa, sốt ruột như vậy. Tuy nhiên thì trong những trường hợp về những từ tượng thanh tượng hình ấy, thì có lý do khi mà để chữ x và sc chẳng hạn. Từ tượng thanh mà có chứa x ở đầu thì mang tính chất nó nhẹ nhàng hơn và nó thường là thể hiện tiếng gió hoặc là những cái âm thanh trong thiên nhiên như là xào xạc. Thế còn từ sờ nặng, ví dụ như cái cây này trông sum xê hay là cây này trông sum xuê, thì sự khác biệt giữa sum xê và sum xuê là gì ạ? Sum xê nghĩa là bạn, tức là cái cây này nó để thể hiện độ chắc chắn và độ sâu của nó, trong từ sâu xa cũng thế, chứ người ta không nói là sâu xa. Thế nhưng mà cái cây sum xuê thì không muốn trọng tâm vào độ chắc chắn nhưng mà lại muốn để tâm đến vấn đề cái cành lá nó tỏa ra. Nó, tức là mình cảm tưởng là đây có rất nhiều cành lá và nó đem lại bóng mát, cho nên khi nói là cây sum xuê thì người ta luôn nói cây sum xuê lá chứ không nói cây sum xê lá. Vậy một vài trường hợp như vậy để thể hiện là một số từ tượng thanh tượng hình thì sẽ không còn được biểu đạt đúng ý nghĩa của nó khi mà được đồng hóa như vậy. Thế nhưng mà cái tần suất mà chúng ta dùng để thể hiện đúng cái ý tưởng về cái nghĩa đó cũng không nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Và quả thật là khi chúng ta đồng hóa lại thì việc gõ văn bản, viết lách cũng như là phải chuyện ghi nhớ sẽ được giải tỏa và chúng ta tiết kiệm thời gian hơn. Như thầy đã nói thì cứ 100 giờ làm việc ta tiết kiệm được 8 giờ đánh máy mà có thể gây nhầm lẫn hoặc phải tra cứu. Như mình thì đã thử cái bài tập là viết từ bộ chữ hiện tại và sang bộ chữ mới, thì mình thấy là khi bắt đầu quen tay hơn thì cứ một trang giấy mình tiết kiệm được khoảng 2-3 dòng. Vậy đây cũng là một cái lợi thế rất là tốt. Và đây chỉ là những điều mà mình chia sẻ dựa trên kinh nghiệm của bản thân khi mà nói về vấn đề là chỉ ở mặt ngôn ngữ học thôi. Mình không nói về cái lợi hại khi đưa ra làm chính sách hay là những cái lợi hại cho xã hội hoặc là ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế tài chính như thế nào cho quốc gia. Vậy rất hy vọng là gặp lại các bạn vào khi mà thầy đưa ra bộ nguyên âm và cách viết ghép vần để chúng ta cùng học với nhau nhé. Và dù thế nào thì cũng rất trân trọng và cảm ơn thầy đã dày công để nghiên cứu ra bộ chữ mới cho và chuẩn hóa cũng như là đơn giản hơn cho người Việt.